Chiều qua, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm công tác cán bộ đối với ông Nguyễn Thành Thuận, trưởng phòng theo dõi công tác phòng chống tham nhũng thuộc Ban Nội chính Thành ủy, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung và Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thành Thuận, đồng thời mong muốn ông Nguyễn Thành Thuận tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới. Cùng với tập thể Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đoàn kết xây dựng thành khối thống nhất, mạnh về mọi mặt, giúp cho Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Thời gian triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 với mục tiêu tăng cường công tác thông tin, truyền thông các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản. Trong thời gian diễn ra tháng hành động vì an toàn thực phẩm, quận Hải Châu sẽ tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động xung quanh các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại với tần suất 5 ngày một tuần từ 7 giờ 30 đến 9 giờ. Các đơn vị cũng sẽ tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở các cấp thông qua hoạt động kiểm tra, hậu kiểm nhằm phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là thức ăn đường phố, các cơ sở thường xuyên phục vụ khách du lịch, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn cho các chủ cơ sở kinh doanh nhằm nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng.